Chuẩn bị trang trí cho cây thông. Những cái đồ trang trí này Thảo mua những năm trước. Mỗi năm mới mua thêm chút đỉnh. Treo hết nhiêu đây lên cây thông nè. Đầu tiên thì treo đèn. Đây, đèn có cái ngôi sao. Treo những cái vật này lên, khi mở lên cho cây thông sáng lấp lánh. Thử tắt đèn coi đèn lung linh không. Thường buổi chiều tối là nhà Thảo mở đèn cây thông lên, đến khi đi ngủ thì tắt để cho nó an toàn á. Nhiều khi mình để lâu quá nó nóng. Bắt đầu trang trí. Ông xã đi làm, nhóc nhỏ đi học. Thảo làm một mình. Thảo mới treo mấy trái châu mà thấy cây thông sáng sáng lên này ha. Giờ treo những cái thứ lòe loẹt hơn chút. Mỗi mùa Giáng sinh đó Thảo hay đi mua. Trong những cái truyền thuyết về trang trí cây thông Giáng sinh thì Thảo nhớ có một cái truyền thuyết là có một giáo sĩ người Đức khoảng thế kỷ 16, trong một đêm Giáng sinh ông đi ngang qua cánh rừng thông và ông thấy có những cây nhỏ nhỏ phủ đầy tiết đó, dưới ánh sáng của muôn ngàn ánh sao sáng lung linh đẹp rực rỡ rất là lạ kỳ.
nên ông về đem một cây thông nhỏ vô nhà và treo những cái ngọn nến lên, sau đó thắp sáng nến để tôn kính ngày Chúa Giáng sinh. Còn nhiều cái truyền thuyết khác về cây thông Giáng sinh nữa. Giờ treo các vật phẩm lèo lẹt lên nha. Cái này nặng lắm, treo lên lèo lẹt lắm mà đẹp. Dễ thương. Cây thông đã được trang trí. Nhìn cũng được ha, dễ thương ha. Có mấy chiếc vớ treo lò sưởi, nhóc nhỏ hai chiếc thư bỏ vô đây nè, trước mấy ngày Giáng sinh đó, để xin quà cho ông già Noel. Nhóc nhỏ Thảo còn tin ông già Noel lắm. Tin có ở trên ống khói á, trên lò sưởi, trên ống khói ông già sẽ xuống để bỏ quà vô. Thường thì Thảo với ông xã lấy đọc rồi đi mua, mà món quà nào được á mới mua, chứ đòi hỏi mấy món quà mắc quá thì nói là ông già Noel kêu học giỏi đi rồi sau này mới cho. Chút nhóm nhỏ về sẽ gắn một cái xe lửa chạy vòng vòng đây, rồi gói quà xong để ở dưới gốc thông này có cái dàn xe lửa. Nhóc nhỏ đang gắn cái đường ray xe lửa cho cái chiếc xe lửa chạy vòng cái cây thông cho dễ thương, cho đẹp. Dàn xe lửa của nhóc nhỏ. Năm nào cũng để dưới cây thông cho mở lên cho anh chạy cho vui. Nhóc nhỏ chỉnh cho xe lửa chạy vòng cây thông. Cho chạy nhanh đi con. Dướng gì hả? Sao chạy chậm vậy? Chỉnh chỉnh lại cho chạy nhanh chút đi con. Dàn xe lửa ở dưới gốc cây thông để xe lửa, rồi khi nào có quà nhiều để vòng vòng cây thông. Buổi sáng có nắng chiếu vô cây thông. Có một số quà Thảo gói rồi, một số chưa gói, cũng chưa có mua đủ để tặng cho những người thân quen. Giáng sinh bên đây, mọi người tặng quà cho nhau. Thảo chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và bình an nha. Bye bye!